Rồi xin mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Thủy ha, địa chỉ ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình lô mai giống mai ghép hàng chơi Tết năm 2024 cho cô chú anh chị mình mua về chơi Tết ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn của chị Thủy nha. Và không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình nữa, em mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ để bà chủ chào giới thiệu về giao lưu nha. Rồi dạ chào bà chủ ơi. Rồi hôm nay tại lại kênh Mai Vàng Bến Tre thì em xin chào toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh nha. Thì hôm nay tại lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em mình một số giống mai để mình chơi Tết năm 2024 nha cô chú anh chị. Thì đầu clip hôm nay thì một cây thọ hương cẩm thạch ha. Thì mã 91C nha. Tàn quá xá đó. Đẹp luôn. Cái này thì hàng nút nụ đều hết rồi. Em có vô dây chỉnh sửa sẵn rồi cô chú anh chị em mình mua về thì có cái nếp sẵn mình chơi Tết luôn. Nguyên cái đế luôn ha. Thân lắc rất là dễ thương cô chú anh chị ha. Cây thì nói chung là nó đang lên nụ hết cô chú anh chị ha nè. Đó, ở trong nè. Đang lên nụ nha cô chú anh chị ha nè. Đó. Nụ lên cũng khá rồi cô chú anh chị ha. Nụ kim nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Hoành tại điểm này là mình được 24 nha. Rồi. Hoành thân 24 nha cô chú anh chị. Hoành thân 24. Cái nồi đế nó mình được 75. Rồi. Chiều cao mình được là 85. Tán ngang là mình 90. Rồi. À, rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 2.500.000 em bao phí ship nha. Rồi 2.500.000 ha. 2.500.000 là một có một cây thọ hương. Quá đẹp, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 92C. Rồi. 92C là một cây tam sắc hoàng mai nha cô chú anh chị. Rồi. Tam sắc hoàng mai dáng bay đế nơm. Dạng lắc luôn cô chú anh chị. Quá đẹp luôn á cô chú anh chị. Quá. Mấy cái hàng này thì đây nè cô chú anh chị em xem tại cái cây này nó già mùa quá gông nè. Chứ hoàn toàn cây mình rất là ok nha. Có đế luôn ha. Rồi. Cây thì lên nút nụ rồi nha cô chú anh chị nè. Đó, đang lên nụ ha. Nè, nụ trên đây rất là nhiều nha cô chú anh chị. Rồi, cho xin thông số luôn đi bà chủ. Quỳnh thân được 16. Rồi. Nè, nụ nè. Chiều cao mình được 50. Chiều 3 dài dữ ạ. Chiều 3 mình được là 130. Rồi, 1m3. Rồi, một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 2 triệu ha. 2 triệu là em bao phí ship nha. Rồi, 2 triệu, đợi cây luôn ha. Cái cây này thì ngay đây thì nó bị cháy da một chút xíu ha. Nhưng mà nó đã khô là nó đã liền lại đàng hoàng rồi nha. Nó khô cứng thành đá hết ha. Rồi, đợi cây luôn ha bà chú. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 93C. 93C, 93C là một cây cúc bãi tầng nha cô chú anh chị. Rồi. Tàn quá xá luôn ha. Cúc 7 tầng nha cô chú anh chị. Nụ nhiều lắm nha cô chú anh chị. Hàng già mùa ha. Đó, mấy cây này là hàng nói chung là hàng nút. Nói chung là hàng đời đầu tới giờ nha cô chú anh chị ha. Đi. Củ nè. Quá xá cái củ đẹp. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Hoành thân được 20. Rồi. Chiều cao 70. Tán ngang là 106. Rồi. Rồi một cây 7 tầng này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1.800.000 nha. 1.800.000 mình bao phí ha. Rồi. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 94T C. 94C là một cây cúc 2 tầng nha cô chú anh chị. 2 tầng Quỳnh Tấn Phát ha. Cây này thì dáng hơi lai lai bài bài đấy cô chú anh chị ha. Hình như cây nụ này. Nè. Cây này 2 giống. Rồi, 2 giống hả bà chủ? Cây này 2 giống, cây này có một nhánh Hoàng Quyết Long không nhị nè. Rồi, cúc 2 tầng nụ quá xá nụ ha. Rồi, bên này là cúc không nhị Hoàng Quyết Long cô chú anh chị ha. Nhìn hai cái mặt lá mình nhìn thấy thấy khác lại biệt liền nha cô chú anh chị. Rồi, cái đế nè. Ồ, củ nở nha, đế bàn bỏ ra luôn. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Hoành tại điểm này là mình được 29.500, tính 29 nha. Rồi,
Chiều cao là mình chỉ có được có 50. Rồi. Chiều bay của nó là mình được 119. Rồi, 119. Rồi, một cây cúc hai tầng này thì em sẽ giao lưu với toàn thể cô chú anh chị em mình là giá chỉ 1.800.000 em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 95C. 95C. 95C là một cây cúc quý phi nha cô chú anh chị. Cúc quý phi ha. Cái tàn quá đẹp. Cúc quý phi bông chùm luôn cô chú anh chị ha, mà nụ nè. Ôi quá xá đã luôn. Cô chú anh chị nào không hẩm đợt hẩm kiếm cúc quý phi quá trời luôn ha. Nay nhà vườn có cúc quý phi nhóc nè. Rồi, cho xin thông số luôn bà chú ơi. Cái này dáng hơi xiên xiên ha. Bình thân mình được là 22. Rồi. Chiều cao mình 57. Tán ngang nó là mình được 112. Rồi. Rồi, một cây cúc quý phi này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 1.700.000 nha. Rồi, 1.700.000 bao phí ha. Cây rồi. Quá đẹp luôn. Đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 96T. 96C. C. 96C là một cái cúc hoàng hậu anh cô chú anh chị. Rồi. Cây này cái tàn quá xá luôn ha. Cái cúc hoàng hậu già mùa mấy chục ghép nó liền hết trơn luôn. Có cái bông trên này cô chú anh chị ha. Quá đẹp luôn cô chú anh chị. Cúc hoàng hậu ha. Mấy chục ghép to to không luôn, thân lắc nè. Ồ nguyên con, như con nguyên con thú nằm nó cuộn mình nữa. Quá đẹp luôn nha. Rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi, chắc mấy bên đây nè, tại ngay đó có phân là mình ấy không được. Quỳnh thân tại điểm này được 18. Rồi, cây này cái tàn khủng khiếp, cái tàn bự lắm nha cô chú anh chị. Cái cây hoàng hậu này Tết này nó tổ là mình chơi rất là chuẩn luôn. Chiều cao là được 102. Tán ngang là mình được 115. Rồi. Rồi, một cây hoàng hậu này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 2.200.000 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Cây mã số 97C. Rồi. 97C là một cây cúc thọ hương lùng lực nha cô chú anh chị. Hàng bonsai cô chú anh chị ha, bonsai trung. Đó, 97C. Đó, này tàn quá đẹp. Quá đẹp luôn. Đế cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Này mình lên nó chậu dĩa nha cô chú anh chị. Để về mình lên nó chậu dĩa mình thích là mình mua về mình lên nó chậu dĩa rất là đẹp luôn. Cái dàn đế nôm sẫm rất là đẹp nha. Này, em lên cái chậu này thì nó không hợp bằng cái chậu dĩa nha. Rồi. Quanh tại điểm này mình được 21. Rồi. Chiều cao mình được là 67. Tán ngang là mình được 99. Rồi. Rồi, một cây cúc thọ hương này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá chỉ 2.500.000 em bao phí ship nha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 98C. Tiếp theo mã số 98C là một cây cúc phượng hoàng nha cô chú anh chị. Rồi. Cúc phượng hoàng thì bông rất là đẹp luôn. Cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn cô chú anh chị. Cái này cái tàn nó là phải riêng hai vòng tay chưa ha, chưa chắc gì hết cái tàn này nha cô chú anh chị. Cái này mẫu tử luôn cô chú anh chị ơi. Một mẹ một con nè ha, mẫu tử ha. Chột ghép thì rất là to. Rồi. Ôi, hai con hai thân nó đeo dính với nhau nè. Rồi, cúc phượng hoàng ha. Cúc phượng hoàng. Rồi. Quỳnh thân tại điểm này là mình được là 30 nha. Rồi. Chiều cao là mình được là 90. Bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chọc ghép bằng tay cái luôn á. Tán ngang là mình được là 120. Rồi. Rồi, một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 3.500.000 nha cô chú anh chị. Rồi, 3.500.000 mình bao phí vận chuyển ha. 3.500.000 là em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình ha, một cây cúc phượng hoàng. Đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo mã số 99C. Rồi. 99C là một cây cúc dạng thọ nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này dạng thọ 50 đến 70 cánh phải không bà chủ? À, đúng rồi.
Ủa, cái tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha, thân hơi lắc lắc ha, rất là đẹp ha, cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn. Hồi nụ nè, dạng thọ 50 đến 70 cánh nha cô chú anh chị. Đó, dạng nụ quá đẹp. Rồi, thông số luôn bà chú ơi. Hoành thân tại điểm này mình được 26. Rồi. Cái rồi cũ này là mình được 41. Rồi. Rồi, mấy nó ghép to lắm nha cô chú anh chị. Cái này ghép được 453 gì đó. Chiều cao mình được 105. Rồi. Tán ngang mình 111. Rồi. Rồi một cây cúc dạng thọ này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình cũng là giá là 3,5 triệu nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 100. 100 nha cô chú anh chị. Rồi 100C ha. 100C là một cây cúc thọ hương lùng lực luôn. Rồi. Cái này nó cũng đang lên nụ khá luôn cô chú anh chị ha. Nè. Đó, đang lên nụ nè. Đó. Thọ hương thì nó vô dây vậy nè, nó dễ nụ mau lớn. Vô dây cái nhanh lên nụ ha. Rồi, nụ khá luôn cô chú anh chị ha. Cái này ghép cũng được khá bo nè. Hoành thân được 20. Rồi, cái này anh ghép được 5 bo. Cái củ tròn nó dưới này là mình được 35. Rồi. Chiều cao mình được 59. Rồi. Tán ngang mình được 90. Rồi. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa, mình là giá chỉ là 700 ngàn thôi nha. Rồi cây này cuối clip luôn ha bà chủ. Rồi cây này cũng là một cây cuối clip của em hôm nay ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em những clip vừa qua nha. Thì em mong rằng cô chú anh chị em mình vào xem những cây nào mình ưng ý để mình chơi Tết năm 2024 thì mình ủng hộ giúp em ha. Rồi, rồi em xin cảm ơn ạ. Em thay mặt cho kênh cũng như là chị Thủy cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo nha.